Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 17 Phẩm 8 Bồ Tát Hư Không Tạng phần 4 Lúc ấy Bồ Tát Hư Không Tạng bạch Phật: Thế Tôn, hành sức của Phật là không thể nghĩ bàn. Pháp Bồ Tát nên hành cũng vô lượng, vì vậy hành ấy không thể trang nghiêm bằng nguyện nhỏ, không thể nói đơn giản, không thể thành tựu bằng đạo tiểu thừa. Hay thay Thế Tôn, xin giảng rõ thệ nguyện và đạo hạnh trang nghiêm của Bồ Tát. Giá nguyện đạo trang nghiêm lớn đại, Bồ Tát hành pháp đại thừa, tu đạo xuất thế gian chân thật tối thượng, đạt thừa đại thừa xuất thế vô thượng, thành tựu trí nhất thiết tự nhiên. Tuy chưa đạt trí nhất thiết nhưng vẫn làm việc Phật, tạo lợi ích cho mọi loài. Phật nói: Thiện nam, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói. Bạch Thế Tôn, con xin lãnh hội. Phật nói: Thiện nam, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vô thượng, phát đại bi đối tối thắng với tất cả chúng sinh, tạo lợi ích cho mọi loài, trang nghiêm thệ nguyện lớn, nghĩa là độ những ai chưa được độ, trao thuyên bát nhã, giải thoát chúng sinh chưa giải thoát, trừ đạo hư vọng, an ổn người chưa an, đưa đến đạo không sợ, giúp kẻ chưa đạt niết bàn đạt được, bỏ gánh nặng đâm ấm, cung cấp cho chúng sinh siêng năng không lười biếng, không bỏ sinh tử, không mỏi mệt, làm vui lòng chư Phật, cung kính cúng dường, tọa trì tất cả pháp Phật, không đoạn hạt giống tam bảo, nhớ kỹ pháp đã nghe, đạt đà la ni, khéo giảng pháp làm vui chúng sinh, đạt biện tài, tích tập vô lượng công đức. Thành tựu tướng tốt, làm vui lòng thiện tri thức, kiên định hạnh nguyện, ngừa tâm tán loạn, đạt thiền định tam muội giải thoát, bỏ thân mẹ nơi nhàn tịnh, đạt sáu thông, gầm tiếng sư tử, không kinh sợ, đạt pháp vô ngã hiện tiền, thành tựu sức thọ trì, thành thanh tịnh giới cấm, cầu đạt 10 lộc của Như Lai, trọn vẹn các ba la mật, cầu chứng 4 pháp vô ý, hành đúng pháp, trọn vẹn 18 pháp bất cộng, không hí luận với pháp Bồ Tát. Thì nam, đó là 20 hạnh trang nghiêm. Giới xuất trang nghiêm ngồi xe lớn, đoạn nhân ba cõi ác, được chư Phật gia hộ, tùy ý thọ sinh, không sinh bằng thai mà hóa sinh nơi Phật. Thân khẩu ý không tranh chấp, an trụ hạnh nơi không phóng túng, được người đời cung kính, thông đạt ba môn giải thoát, không chứng bị, hiện pháp vô ngã, không bỏ thể nguyện, đó là Bồ Tát thành tựu thể trang nghiêm. Thế nào là trang nghiêm thừa Bồ Tát? Thì nam, thừa là vô lượng không biên giới, cung khắp như hư không, rộng lớn dung nạp tất cả chúng sinh, không cùng hạnh, thanh văn, bích chí Phật, là đại thừa. Thừa dùng bốn nhiếp pháp làm bánh xe, mười nghiệp thiện làm căm xe, công đức thanh tịnh là bầu xe, kiên cố thuần định là chốt đinh, thiền định tâm muội giải thoát là càng xe, điều phục bằng bốn tâm vô lượng. Thiện tri thức là người đánh xe, biết thời phía thời là sự khởi động, vô thường khổ không, vô ngã là sự điều khiển. Bảy giác phần là dây thắng, năm căn thanh tịnh là dây kéo, đại bi rộng lớn là lều cờ. Bốn chánh cần là vành bánh xe, bốn niệm xứ là sự thông thả, bốn thần túc là sự lướt nhanh, năm lực là sự giám sát, tám chánh đạo là sự thẳng tiến, trí tuệ không chướng ngại đối với tất cả chúng sinh là mua xe. Từ sáu pháp ba la mật không trụ hướng đến trí nhất thiết chủng, đạt bờ giải thoát bằng bốn đế không gì sánh. Đó là đại thừa. Thừa này là sự thọ nhận của Phật, là sự quan sát của thanh văn bích chi Phật, là sự nương đi của Bồ Tát. Đế thích phạm thiên, hư thế đều cùng kính lạy, tất cả chúng sinh đều cúng dường, bậc trí khen ngợi thế gian hướng về, oán thù không hủy phạm, quân ma không hại được, ngoại đạo không lường được, trí thế gian không sánh được. Thừa này thù thắng không ai ngăn chặn, được hiện thánh bảo vệ, tuyên nguyện đến cõi Phật, phóng ánh sáng soi khắp, tối tôn xuất sinh các pháp, mạnh mẽ không lùi, kiên cố không lười biếng, đứng vững trọn vẹn nơi mọi việc, thỏa mãn mọi ý nguyện. Đó là đại thừa trang nghiêm. Bồ Tát tu thừa này sẽ đạt từng địa một, trừ hoàn nạn của các địa, bẩn nghiệp ma, hóa độ chúng sinh, làm tịnh cõi Phật, hiện thần thông biến hóa của Bồ Tát, trừ đói khát sinh tử, nhập hành xứ Như Lai. Thiện nam, thế nào là đạo trang nghiêm của Bồ Tát? Thiện nam, Bồ Tát trang nghiêm thể nguyện, nương vào đại thừa, trừ tà đạo, tu đạo chân chánh đạt trí nhất thiết chủng. Chánh đạo là không bỏ pháp lành, nên luôn mong mỏi, không thói chuyện đạo Bồ Đề, xin nơi tu tập, không mất căn lành, không phóng túng, thuần tịnh, kiên định, không bỏ mọi việc, ngưỡng pháp tối thắng, luôn luôn cầu công đức, siêng học trí sáng, không bỏ dở.
Thiền nam, đạo của Bồ Tát là bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định không, năm thần thông, ba phước nghiệp, ba học, sáu hòa kính, sáu niệm, bốn nhất pháp, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám tánh đạo, ba môn giải thoát, biết phương tiện ấm giới nhập đế nhân duyên thành tựu đạo đó. Bồ Tát tùy thuận sáu pháp ba la mật. Vì sao? Về sáu pháp ba la mật của Bồ Tát, hàng thành văn biết cho Phật không thể hành. Đức chư Phật khen ngợi, từ kim khẩu Phật Bồ Tát biết thật tánh của các pháp, an trụ nơi sở pháp ba la mật suốt thế gian. Thế nào là an trụ? Thì nam Bồ Tát thành tựu trí tuệ phương tiện cầu đạo Bồ Đề. Tự biết về năm tờ ấm, biết sắc vô thường, nhân hành bố thí. Biết sắc khổ vô ngã, chậm lục, không trí, như huyễn, như trăng dưới nước, như mộng, như bóng, như tiếng vọng, không nhân, không chủ tể, không nuôi dưỡng, không không tướng, không nguyện, không tạo tác, không sinh khởi, không xuất, không hình, tịch tỉnh, xa lìa, không kết thúc, không thành, như hư không, nên nguyện không, nên sắc thí nguyện, không, nên bồ đề không, nên sắc thí nguyện không, biết rõ các pháp cùng tánh bồ đề. Thì nam đó là thí ba la mật xuất thế gian của Bồ Tát, tỏ tướng hành thức cụm thế. Bồ Tát biết thức vô thường, vô ngã, khổ, độn, không trí, như huyện, như giận nắng, như trăng, dưới nước, như mộng, như tiếng vọng, như dòng lửa, không ngã, không chúng sinh, không thọ mạng, không nhân, không chủ tể, không nuôi dưỡng, không vô tướng, vô nguyện, không tạo tác, không sinh khởi, không xuất, không hình, tịch tỉnh, xa lìa, không kết thúc, không thành tựu, như hư không, như tánh niết bàn, nên hành bố thí. Lúc Bồ Tát bố thí, vì thí không nên biết thức không, thức không nên thí không, thức thí nguyện không nên bồ đề không, bồ đề không nên thức thí nguyện không. Thiền nam đó là thí ba la mật xuất thế gian của Bồ Tát. Thiền nam Bồ Tát biết sắc vô thường nên hộ trì giới, biết sắc như tánh niết bàn nên hộ trì giới, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành cũng vậy. Bồ Tát biết thức vô thường cho đến biết thức như tánh niết bàn nên giữ giới, biết giới không nên thức không, tất cả pháp cùng tánh bồ đề. Thiền nam đó là giới ba la mật xuất thế của Bồ Tát, nhẫn tinh tấn thiền ba la mật cụm thế. Bồ Tát biết sắc vô thường nên hành trí tuệ cho đến biết sắc như tánh niết bàn nên hành trí tuệ, biết thọ tưởng hành vô thường cho đến biết thức như tánh niết bàn nên hành trí tuệ. Vì trí tuệ bình đẳng nên biết thức bình đẳng, thức bình đẳng nên tuệ bình đẳng, tuệ thức bình đẳng nên nguyện bình đẳng, nguyện bình đẳng nên tuệ thức bình đẳng, tuệ thức nguyện bình đẳng nên bồ đề bình đẳng, bồ đề bình đẳng nên tuệ thức nguyện bình đẳng, tất cả pháp đều là tánh bồ đề. Thì nam đó là bát nhã ba la mật xuất thế của Bồ Tát, ấy là đạo ba la mật xuất thế gian của Bồ Tát. Đạo đó bao hàm tất cả đạo. Vì sao là xuất thế gian? Thì nam năm tờ ấm là thế gian. Bồ Tát khéo phân biệt năm ấm. Quả năm ấm là vô thường như tánh niết bàn, biết trong đạo đó không có pháp thế gian, xuất thế gian. Biết đạo đó là vô lậu, là xuất thế gian, không ràng buộc. Thì nam đó là đạo của Bồ Tát, đạo cầu tất cả pháp như thật. Phân biệt, lựa chọn, không thấy pháp, các pháp đó liên tục, không hai, không sai khác. Đạo đó không yêu ghét là bình đẳng, không tư duy quán xét là rộng lớn, không quanh co là ngay thẳng. Không khúc hiểm là không gian dối, rồi các cái là không lệ hệ thuộc. Không dục sân hại giác là không bụi nhơ, không tham sắc thanh hương vị xúc là an lạc, rồi việc ma là thanh lương. Không phiền não oán giặc là không sợ, đạt niết bàn là giải thoát, thành tựu định là nước mát, khéo hiểu biết là luôn sáng suốt. Tu từ là thuốc hay, không bỏ đại bi là siêng năng không chán, thương vui là sung sướng, thành tựu pháp xả là không lỗi lầm, tùy thuận nhiếp pháp là giàu có, thành tựu sức ba la mật, bố thế thức ăn, đại trí nhất thiết chủng, để Phật gia hộ là trừ bốn ma, không bỏ nguyện xưa là siêng năng không trở ngại, dược dòng phiền não là không ai hơn, thế gian không thể khuất phục là không đối trị. Thì nam, đạo này thành tựu vô lượng công đức như thế, tất cả các hiền sĩ đều tu đạo ấy, nên qua lại giáo hóa mọi loài, không phiền não, nhưng hiện vào phiền não, quán sinh tử nhưng không chứng vị, đạt không vô nguyện vô tướng nhưng giáo hóa chúng sinh chấp kiến tướng nguyện,
thể hiện nhập niết bàn của thành phần Bích Chi Phật nhưng không bỏ sinh tử, và các cõi nhưng kiên định pháp, giảng thuyết nhưng an định trong không ngôn ngữ, hiện mọi việc Phật không bỏ hạnh Bồ Tát. Thì Nam, đó là thệ nguyện Đại Thừa, đạo trang nghiêm của Bồ Tát. Bồ Tát tự trang nghiêm bằng thệ nguyện tu pháp Đại Thừa thuộc đạo xuất thế, chưa đạt nhất thiết chủng trí, nhưng hiện mọi việc Phật để độ sanh. Lúc đó từ trong pháp hội, Bồ Tát Bảo Đức hỏi Bồ Tát Hư Không Tạng: Thì Nam, ông đã tu chánh đạo xuất thế này chưa? Đã tu, thế nào là tu? Như đạt đạo thanh tịnh, thế nào là đạo thanh tịnh? Thì Nam, ngã tịnh nên đạo tịnh. Thế nào là ngã tịnh? Như thế tịnh, thế nào là thế tịnh? Sắc ở quá khứ tịnh, vì sao vì sắc không đến từ quá khứ? Sắc vị lai cũng tịnh, vì sao vì sắc không đi về vị lai? Sắc hiện tại tịnh, vì sao vì sắc hiện tại không dừng? Thì Nam, đó là thế tịnh. Thọ tưởng hành thức quá khứ tịnh, vì sao vì thức quá khứ không đến? Thức vị lai tịnh, vì sao vì thức vị lai không đi? Thức hiện tại tịnh, vì sao vì thức hiện tại không dừng? Thì Nam, đó là thế tịnh. Vì thế tịnh nên ngã tịnh, ngã tịnh nên đạo tịnh. Bồ Tát Bảo Đức hỏi: Thì Nam, làm sao để đạo tịnh? Tạo ánh sáng trí tuệ với sức của trí sáng biết rõ các pháp quá khứ vị lai. Thế nào là pháp quá khứ vị lai? Các pháp ở quá khứ không sinh, ở vị lai không diệt, đó là thấy quá khứ vị lai. Thế nào là thấy quá khứ vị lai? Trừ hai chấp, thế nào là trừ hai chấp? Trừ đoạn thường. Thì Nam, thấy pháp sinh và chấp pháp là chấp đoạn thường, vì sao vì có sinh là có diệt? Có sinh diệt là chấp đoạn thường, không thấy pháp sinh từ tự tánh tha tánh là thấy nhân duyên. Thấy nhân duyên là thấy pháp là thấy Như Lai. Thấy Như Lai là thấy Như Như, thấy Như Như là không chấp thường đoạn, không đoạn thường là không sinh diệt. Bồ Tát Bảo Đức lại hỏi: Thì Nam, nếu không sinh diệt làm sao có danh số? Bồ Tát Hư Không Tạng đáp: Giả ngôn tiết nó gọi là pháp. Thì Nam, như trong hư không có các sắc khác nhau: xanh vàng, đỏ, trắng, tím, pha lê, lưu ly, thô, tế, dài, ngắn, vuông, tròn. Hư không không nhiễm các pháp đó. Tự tánh của các sắc là không. Các pháp cũng vậy, đồng tánh với hư không, chỉ giả đặt tên, chỉ giả đặt nên có danh số. Tức những thứ gọi là pháp lành, pháp ác, thế gian, xuất thế gian. Nên làm, không nên làm, hữu lậu, hữu vi, vô vi. Bồ Tát không làm việc trái đạo. Mọi việc phước đức đều là giả, không phải thật, không kiên cố. Bồ Tát biết tất cả hạnh, không phải hạnh, bình đẳng, không tướng. Thành tựu xuất bát nhã ba la mật, hồi hướng bồ đề trong giác tọa tưởng hành thức, vì không mong cầu. Đến Bồ Tát an trụ trong giới thanh tịnh, tu giải thoát vô nguyện, viên mãn các nguyện, biết tánh sinh tử là tánh niết bàn. Tuy nhập niết bàn, nhưng hành hạnh Bồ Tát đã trừ vọng tưởng điên đảo của chúng sinh, không thấy pháp nào có thể hành. Thì Nam, đó là Bồ Tát nhập niết bàn, hành hạnh Bồ Tát. Thì Nam, mọi sự tạo tác đều là sinh tử, không tạo tác là niết bàn, mà hành hạnh Bồ Tát. Thì Nam, tham chấp, hư vọng, chấp tướng, tranh cãi là sinh tử. Niết bàn không có các tướng ấy. Bồ Tát không tham chấp, hư dối, tranh cãi, chấp tướng. Hành hạnh Bồ Tát là Bồ Tát nhập niết bàn, mà hạnh Bồ Tát. Lúc nêu giảng pháp này, có 500 Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh. Khi ấy Đức Phật khen Bồ Tát Hư Không Tạng: Hay thầy, hay thầy, hiền sĩ khéo giảng nói pháp, tánh pháp hợp hạnh Bồ Tát chân thật không khác. Hư Không Tạng thưa Phật: Thế Tôn, đó là công của Như Lai. Vì sao? Vì nhờ trí tuệ, vì nhờ tuệ trí sáng của Như Lai nên con có biện tài ấy. Thế Tôn, như mặt trời chiếu sáng cõi chiếm phụ đề, nhờ sức oai đức của mặt trời nên người sáng mắt thấy mọi hình sắc là mọi việc. Sức trí sáng của Như Lai soi rọi chúng sinh, và cõi nước cũng vậy. Thật tánh của các pháp là không thể nói năng. Tánh của ngôn ngữ như hư không, như thế tánh các pháp không thể đếm. Người đếm được sẽ có giới hạn là hữu di, có thể biết đoạn tu có chứng đạt. Còn tư duy quán sát phân biệt không thể pháp nào có thể biết đoạn tu chứng nên không đạt. Vì sao? Vì các pháp không sinh. Thấy các pháp như vậy không nhiễm chấp pháp,
không tham chấp, không gần gũi, không giữ lấy. Nghĩa là sắc dù thường, do thường, vẫn không thấy lấy giữ. Thọ tưởng hành thức, dù là thường, do thường, vẫn không giữ lấy. Sắc khổ vui, có ngã, không ngã, sạch nhờ, vẫn không giữ lấy. Sắc là không, không, không vẫn không giữ lấy, không lấy giữ. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, sắc là lìa, không lìa, vẫn không giữ lấy. Thọ tưởng hành thức cũng thế, vì không giữ lấy, Bồ Tát đã tam muội vô thọ, được Phật thọ ký bằng tâm cộng thông vô thượng. Bồ Tát thế nhập Niết Bàn, biết tánh chúng sinh là Niết Bàn, nhưng không bỏ tệ nguyện và đại bi để hóa độ muôn loài. Thế nào là Bồ Tát nhập Niết Bàn, hành hạnh Bồ Tát? Thì nam, mọi tạo tác là sinh tử, không tạo tác là Niết Bàn. Với trí chân chánh, Bồ Tát biết các hành không tướng. Với mắt sáng, Bồ Tát hiểu rõ và giảng về trí sáng của Phật. Bồ Tát bảo đức hỏi Bồ Tát hư không tạng. Thì nam, cớ sao ông lại ẩn giấu trí mình, cho là nhờ oai lực của Như Lai? Thì nam, Như Lai lẽ nào đã không dạy là giấu hà lành, hiền ác sao? Thì nam, tôi xin hỏi ông tùy ý trả lời. Thì nam, ông nghĩ sao? Nếu không có rồng, chú Ana Bà Đạt Đa, thì ao A Nậu có chảy thành bốn sông để chúng sinh dùng nước không? Bồ Tát Bảo Đức đáp, không, thì nam, nếu không có Như Lai sẽ không có luật pháp. Bồ Tát không làm sao đạt được biện trí lớn, không thể đem lại lợi ích cho mọi loài. Như Lai ra đời nên có luật pháp. Bồ Tát thành tựu biện trí, độ sinh, vì vậy mọi khả năng hỷ biện luận, lời sinh của Bồ Tát đều là nhờ oai lực của Như Lai. Bảo Đức lại hỏi, thì nam, khả năng biện tài của chư Phật có chuyển đến tâm Bồ Tát không? Đáp không. Hỏi, vì sao lại nói nhờ oai lực của Như Lai nên đạt được biện tài? Thì nam, với như khéo trồng cây trái, nhờ nhân duyên hòa hợp nên có ăn trái. Xong, cây không phải là trái, trái không đợi cây. Thì nam, Như Lai giảng pháp, Bồ Tát tùy thuận hành pháp, đạt biện tài trí sáng. Nhờ Phật dạy mà đạt chứ không phải là chuyển. Bồ Tát Bảo Đức thưa, hy hữu thay, thì nam, phép nhân chuyên sinh thật là sâu xa khó lượng. Bồ Tát hứa không tạng nói, thì nam, tất cả các pháp vốn không sinh. Bảo Đức nói, thì nam, các pháp cho chuyên sinh, hứa không tạng nói, sinh thì đã sinh, chưa sinh lại sinh. Bảo Đức nói, thì nam, sinh rồi không sinh, chưa sinh cũng không sinh. Hơi không tạng nói, thì nam, trong duyên có nhân. Đáp không. Hỏi, trong nhân có duyên. Đáp không. Hỏi, nhân duyên có tánh. Đáp không. Hỏi, các pháp không do nhân chuyên sinh. Đáp không. Thì nam, vì thế tất cả pháp không có tự tánh, không sinh khởi, không xuất, vì duyên không sinh nhân, nhân không sinh duyên, tự tánh không sinh tự tánh, tha tánh không sinh tha tánh, tự tánh không sinh tha tánh, tha tánh không sinh tự tánh. Vì thế tự tánh của các pháp không sinh, vì sao vì như như không sinh diệt, tánh của pháp tật không sinh diệt, cũng như vậy, các pháp Như Lai giác ngộ cũng không sinh diệt. Bồ Tát Bảo Đức hỏi, thì nam, Như Lai cũng không ra đời. Hư không tạng đáp, không nên nói, vì sao? Với Như Lai tất cả pháp đều không thể nói, không thể nói là xuất không xuất. Người nào hỏi Như Lai ra đời hay không ra đời, Phật trí cho là hủy bán Như Lai, nên an trụ không cần đáp. Hỏi thế nào là an trụ? Đáp, an trụ như tánh hư không, trụ nơi không trụ, tánh pháp cũng trụ như vậy. Tánh chúng sinh cũng thế, tất cả các pháp đều vậy. Như Lai an trụ như thế, trụ nơi không trụ, vì không nơi trụ nên không trụ, không không trụ, vì vậy không thể nói là sinh là diệt. Bà Đức nói, thì nam, việc ra đời của Như Lai rất là sâu xa. Hư không tạng nói, thì nam, hiểu rõ pháp duyên sinh là sự ra đời của Phật. Bảo Đức hỏi, thì nam, ai hiểu lời này? Đáp, người không thấy pháp thêm bớt. Hỏi thế nào là tăng thêm? Đáp, tăng là tăng thượng, nghĩa là trong không thấy có tăng lên. Không tăng lên là bình đẳng, không sinh, không văn tự, không câu nghĩa, không dạy. Trong không dạy không có tăng lên, không tâm ý thức nên không câu nghĩa. Vẻ như chim bay trong không, không có dấu vết. Trong không lại có lại nói dấu chim. Nơi các pháp không có văn tự. Nơi không cố nghĩa, giả gọi là cố nghĩa.
Như không dấu vết, giả gọi là dấu vết. Như là ra đời cũng không có sự ra đời, nhưng giả gọi là ra đời. Vì thế bậc trí không nên chấp trước. Vì không chấp trước nên giả gọi là ra đời, nhưng luôn sống trong không ra đời. Vì sao? Vì không sinh là thật tánh của các pháp. Không sinh thì không sở hữu. Vì thế nên nói tánh của các pháp là không sở hữu. Tánh không sở hữu, không có nơi dừng. Không dừng trụ, các pháp không dừng là thực tế. Thực tế là các pháp. Vì vậy có câu, các pháp bình đẳng với thực tế. Thực tế là ba sự phân đoạn, không thể hoại, không thường đoạn, như thật. Ba đời bình đẳng. Các pháp bình đẳng với thời gian. Vì sao? Vì thực tế và ngã không hai, không khác biệt. Thực tế và chúng sinh, thọ mạng, dưỡng dục, cõi người là không hai, không khác biệt. Thực tế và chấp ngã không hai, không khác. Trong chấp ngã không có thực tế. Thấy biết như vậy thì không có 20 thứ chấp ngã. Vì sao? Vì trong thực tế không có một nhiều. Thực tế bình đẳng như nhau, không đến đi, đoạn diệt, rút ráo không. Vì thế nên nói các pháp không cùng tận. Niết bàn không cùng tận, nghĩa là không nên, không tánh. Niết bàn không tận, không không tận, các pháp cũng vậy. Vì vậy có câu, niết bàn và các pháp bình đẳng. Các pháp không bình đẳng, không bình đẳng, không có sự so sánh, các pháp cũng vậy. Vì thấy có sự so sánh nên thấy có niết bàn, và cầu đạt niết bàn nên trái với hiền tánh. Thấy có niết bàn nên cần đoạn, cần biết, cần chứng, cần tu, cần sinh, cần diệt. Nếu không đủ các hành ấy, sẽ không thật biết, không hiểu, không hay. Vì không hiểu biết, thấy hay các pháp, nên chấp nơi văn tự, tranh chấp các pháp thật đáng thương. Vì sao? Vì Như Lai dạy pháp sa môn không nên tranh chấp. Lúc này Đại Đức Tôn Giả A Nan bạch Phật: Hy hữu thầy Đức Thế Tôn, biện tài của hiền sĩ này thật là sâu xa, khó lượng, khó hiểu, không tỏ học các pháp ở người khác. Tự thân chứng đạt nên nói như thế. Bồ Tát Hứa Không Tạng nói với A Nan: Đại Đức, tôi tự thân chứng biết nên nói như vậy. Vì sao? Vì thân tôi là hư không. Từ hư không cho biết các pháp, ấn định các pháp. Đại Đức A Nan, các Bồ Tát tu thân khéo hiểu tướng thân, là mọi việc Phật hiện vô số sắc thân, không thoái chuyển pháp thân, không rời thân tạo nghiệp, không việc tánh bình đẳng, tự tại hiện thân biến hóa, thể hiện trong tất cả cõi Phật, không ẩn như thân ứng hóa. Các hành đó đều là hạnh thân chứng. Tôn giả A Nan hỏi: Thiền Nam, ông ở nơi pháp tân có chứng đắc? Đại Đức A Nan: Tôi không thấy pháp lìa nơi thân, thân lìa nơi pháp. Thiền Nam: Nếu ông tự chứng thì ông đạt quả A-la-hán. Đại Đức: Đáp Đại Đức, không đạt, không chứng, không gì đạt, không phiền não trong các pháp, trừ tham sân si, là A-la-hán. A Nan hỏi: Thiền Nam, lúc nào ông niết bàn? Đáp: Đại Đức, A-la-hán không niết bàn, biết các pháp là niết bàn, không có tướng niết bàn. Kẻ ngu mới phân biệt tranh cãi, cho đây là sinh tử, đây là niết bàn. A-la-hán không tranh cãi như vậy. Tôn giả A Nan nói: Thiền Nam, theo sự hiểu biết của tôi thì ý ông là Bồ-Tát không nên nói là phàm phu, là học, không học, trừ hai tướng. Đại Đức: hay thay, vì không phải là phàm phu, học, không học, nên có thể hiện hữu mọi nơi, không chấp trước. Lúc ấy 500 đại thanh văn cúng y Quốc Đa La Tăng của mình lên Bồ Tát Hư Không Tạng, đồng thanh thưa: Chúng sinh nào khởi tâm sâu xa, phát tâm Bồ Đề vô thượng thì mau đạt lợi lớn, sống trong pháp tạng của trí lớn. Khi đó y dâng lên không hiện. Các thanh văn hỏi Bồ Tát Hư Không Tạng: Y đâu rồi? Đáp: Vào trong tạng của ta, Như Lai biết rõ. Các ông hãy hỏi. Các thanh văn bạch Phật: Thế Tôn, y đâu rồi? Phật nói: Cách đây vô lượng A Tăng Kỳ cõi Phật về phương Đông, có cõi Ca Sa Tràng. Phật nơi cõi ấy hiệu Sơn Vương Như Lai. Bồ Tát Hư Không Tạng đã đưa số y đến cõi đó. Các thanh văn thưa: Thế Tôn, vì sao lại đưa số y đến đấy? Phật nói:
Vì muốn số y này làm việc Phật ở cõi đó, Bồ Tát hư không tạng ở đấy thuyết giảng tam muội hư không. Tam muội này ở trong y phục ấy sẽ phát ra tiếng Pháp. A Tăng Kỳ Bồ Tát ở cõi đó nghe tiếng Pháp đều đạt pháp nhẫn vô sinh. Các ông nên biết, Bồ Tát luôn làm mọi cách để tạo lợi ích lớn cho chúng sinh. Lúc nếu giảng pháp này trong hư không, ra chúa luận hoa sắc vàng ngập cả giảng đường diệu bảo trang nghiêm. Trong hoa vang ra tiếng Pháp, chúng sinh đạo tính lời của Bồ Tát hư không tạng, tùy thuận tư duy phân biệt, nghĩa đó đều được ấn định không thoái chuyển, nhất định sẽ đến đạo tràng. Khi ấy, Tôn giả A Nan bạch Phật: Thế Tôn, đó là liềm lành gì? Phật nói: Phạm Thiên Quang Minh Trang Nghiêm và 68.000 tiên chúng định đến đây. Vừa dứt lời, Phạm Thiên và Phạm Chúng đã xuất hiện ở giảng đường diệu bảo trang nghiêm. Họ lạy Phật đi quanh 7 vòng, đứng qua một bên chắp tay hướng về Phật thưa: Hy hữu thầy Thế Tôn, Bồ Tát hư không tạng thật không thể nghĩ bàn, thanh tịnh giới tu tập định, độ trí lớn, đạt thần thông biến hóa, trọn vẹn thể nguyện, thành tựu phương tiện quyền biến, trang nghiêm thân khẩu ý, tự tại trong các pháp. Bồ Tát không tạo nghiệp thân khẩu ý, không phân biệt nhân nghĩ nhớ, nhưng lại hiện thần biến không thể nghĩ bàn, vô lượng trăm ngàn pháp môn, xuất nhập trăm ngàn tam muội, từ xưa đến nay luôn tu pháp lành. Thế Tôn, Bồ Tát cần biết rõ nhân tu từ xưa không chán nản với pháp lành. Vì sao? Vì đây là quả báo của nhân lành xưa, nhờ nó hiện thần thông không thể nghĩ bàn. Phật bảo Phạm Thiên: Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, Bồ Tát thành tựu căn lành và trí phương tiện giải thoát, hiện công đức không thể nghĩ bàn, không nghĩ nhớ phân biệt, nhưng không gì là không phân biệt. Phạm Thiên bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tu tư lương, căn lành và trí phương tiện giải thoát? Phật nói: Căn lành có ba, không tham, không sân, không si. Tư lương, bỏ tất cả việc tu từ pháp quán, phương tiện bỏ địa phạm phu, không thích nghe địa thanh văn, biết chư Phật, tiến nhập địa Bồ Tát, trí biết bỏ pháp ác, biết tu pháp lành, biết hồi hướng Bồ Đề, Bồ Tát an trụ nơi chánh hạnh như thế là giải thoát. Căn lành là phát tâm Bồ Đề vô thượng. Tư lương, cầu tất cả pháp lành, phương tiện không quên việc lành đã làm chưa làm, trí biết tâm như huyễn hóa, hiểu rõ các pháp là giải thoát. Căn lành là thuần tịnh, tư lương phát khởi phương tiện tâm sâu xa, trí không giữ không động, giải thoát hành các pháp như thế. Căn lành mong mọi pháp lành, tư lương thăng tiến, phương tiện an trụ không phóng túng, trí không chấp trước, giải thoát hành các pháp đó. Căn lành tin đúng, tư lương không bỏ bản nguyện, phương tiện không bỏ niệm định, trí tuệ giải thoát an trụ các hành đó. Căn lành là vui lòng các thiện tri thức, tư lương cúng vật cần dùng, cung kính cúng dường, tôn trọng, tạo lợi ích. Phương tiện xem thiện tri thức như Phật, trí biết hỏi pháp đúng thời, an trụ các hành đó là giải thoát. Căn lành tùy thừa nghe pháp, tư lương thọ trì không quên. Phương tiện quan sát pháp đã nghe, trí hành đúng pháp, an trụ hành đó là giải thoát. Căn lành vui gặp Phật, tư lương bảo hộ các pháp ba la mật, giúp pháp trợ đạo. Phương tiện đạt tường địa, trí đạt pháp nhẫn vô sinh, an trụ như thế là giải thoát. Phạm Thiên bạch Phật: Hy hữu thay Thế Tôn, Như Lai dùng bốn nghĩa tóm thâu tất cả hạnh của Bồ Tát. Thế Tôn, muốn tìm hiểu pháp Phật nên tìm từ đó. Khi ấy Bồ Tát hư không tạng nói với Phạm Thiên: Một câu cũng tóm thâu hết pháp Phật, một câu đó là lì dục. Vì sao? Vì pháp Phật là lì dục, tất cả pháp đều thế. Phạm Thiên lại có một câu: Không, pháp Phật như hư không, các pháp đều thế. Lại có một câu: Không tướng, không nguyện, không tạo tác, không sinh khởi, như như tánh pháp chân thật, trừ diệt niết bàn. Tóm thâu tất cả pháp Phật, vì pháp Phật là niết bàn, các pháp khác cũng vậy. Phạm Thiên, đó là một câu tóm thâu tất cả pháp Phật. Vì sao? Vì câu không phải câu, pháp Phật không phải câu, giả gọi là câu.
Phạm thiên dục là lìa dục. Vì sao vì tánh lìa dục là dục? Phật, pháp Phật cùng tánh đó. Sân là lìa sân. Vì sao vì tánh lìa sân là sân? Si là lìa si. Vì sao tánh lìa si là si? Pháp Phật cùng tánh đó. Chấp thân là thực tế. Vì sao vì tánh của thực tế là pháp thân? Pháp Phật cùng tánh đó. Khổ não là lìa khổ não. Vì sao vì tánh lìa khổ não là khổ não? Pháp Phật cùng tánh đó. Sắc là hư không. Vì sao tánh của hư không là sắc? Tánh pháp Phật là vậy. Thọ tưởng hành thức không tạo tác. Vì sao vì tánh không tạo tác là tức? Tánh pháp Phật cũng thế. Nước, lửa, gió là pháp giới. Vì sao vì tánh của pháp giới là gió? Tánh pháp Phật là vậy. Mắt là niết bàn. Vì sao vì tánh của niết bàn là mắt? Pháp Phật cùng tánh đó. Tai, mũi, lưỡi, thân ý là niết bàn. Vì sao vì tánh niết bàn là ý? Pháp Phật cùng tánh đó. Phạm thiên, đó là một câu tóm thân tất cả pháp Phật. Bồ Tát nhập trí thấy pháp Phật nhập vào một câu. Phạm thiên như biển lớn đón nhận tất cả các dòng nước, cũng thế trong mỗi câu đều tóm thâu tất cả pháp Phật. Như hư không chứa đẹp hết thảy hình sắc, cũng thế mỗi câu đều tóm thâu tất cả pháp Phật. Tất cả pháp Phật thâu giữ không thâu giữ, nói không nói không thêm bớt, rốt ráo lìa tướng. Phạm thiên như nhật toán thuật tính toán mọi số, tất cả đều nằm trong các số. Song trong các số không có sự tính đếm, trong sự tính đếm không có các số. Vì sao vì không tương ưng xa lìa trong mỗi câu giả gọi là các số? Tất cả pháp Phật đều nhập trong một câu, nhưng pháp Phật không thể tính đếm, không tương ưng xa lìa. Phạm thiên, danh số pháp Phật là danh số các pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp là pháp Phật. Pháp này không phải pháp, không phải phi pháp, tự tánh là không, xa lìa không tánh, hư không. Tánh hư không là tánh các pháp. Tánh pháp không phải là tướng sinh diệt, không phải có nơi, không nơi, vì thế các pháp được gọi là không tướng, không phi tướng. Lúc giảng nói pháp này có 12.000 phạm thiên phát tâm bồ đề vô thượng. 5.000 phạm thiên đã từng trồng căn lành, đã pháp nhẫn vô sinh. Khi đó Bồ Tát Bảo Thủ hỏi Bồ Tát Hư Không Tạng, hy hữu thay, thì nam, tất cả các pháp và pháp của Như Lai đều sâu xa khó lường, không thể nghĩ bàn. Thì nam, những gì là căn bản của pháp Phật? Bồ Tát Hư Không Tạng đáp, tâm Bồ Đề là căn bản của pháp Phật, vì tất cả đều trụ trong tâm Bồ Đề nên được phát triển. Bồ Tát Bảo Thủ hỏi, pháp nào thâu gồm Bồ Đề để không quên mất, để sớm đạt địa không thoái chuyển? Đáp, có hai pháp thâu tóm tâm Bồ Đề, thuần tịnh và cứu cánh. Hỏi, hai pháp này thuộc pháp nào? Hai pháp này thuộc bốn pháp. Thuần tịnh là không dối trá, không cong quẹo. Cứu cánh thuộc vô ngã, tiến tu. Hỏi, bốn pháp đó thuộc pháp nào? Bốn pháp đó thuộc tám pháp. Không dối trá thuộc không do dự. Thề chân tịnh, không quanh co thuộc chánh trực, chánh trụ. Vô ngã là không thoái lui, tiến tới, tiến tu thuộc công đức và trí. Hỏi, tám pháp này thuộc pháp nào? Thuộc 16 pháp, không do dự thuộc đại từ đại bi, thể chân tịnh thuộc điều phục thân tâm, chánh trực thuộc nhẫn nhục, nhu thuận chánh trụ thuộc về không kiêu mạn, không trở ngại. Không thoái chuyển thuộc về kiên cố và oai lực, tiến tới thuộc nghiệp và chánh hạnh, công đức thuộc vừa phát khởi và rốt ráo, không bỏ, trí thuộc cầu học rộng và tư duy pháp. 16 pháp này thuộc pháp nào? Thuộc 32 pháp, đại từ thuộc tâm không ngại và tâm bình đẳng với chúng sinh. Đại bi thuộc không cấu chán ghét và luôn ban cho chúng sinh. Điều phục thân thuộc không nhiễu loạn, không tổn hại. Điều phục tâm thuộc tâm định và tịch tỉnh. Nhẫn nhục thuộc học chánh pháp và tuyệt thuận thực hành. Nhu thuận thuộc hổ thẹn, không kiêu mạn thuộc khiêm nhường, lễ kính. Không trở ngại thuộc không nhơ uế và không bức bách. Kiên cố thuộc không phạm luật và thành tựu bản nguyện. Oai lực thuộc trụ ý chánh và không dao động. Làm mọi việc thuộc giải thuyết và thực hành. Chánh hạnh thuộc chánh pháp và chánh kiến. Vừa phát thuộc tất thắng và không tỏ lui.
không bỏ thuộc thích thù thắng, gia cầu tiến. Cầu học rộng thuộc cần gũi và làm vua thiện tri thức, tu duy pháp thuộc trí tuệ và khéo quan sát. 32 pháp này thuộc pháp nào? Thuộc 64 pháp. Tâm không ngại thuộc bảo vệ mình, người. Tâm bình đẳng với chúng sinh thuộc không sai khác và một vị. Không chán ghét thuộc quán như mộng và hiểu biết sinh tử như huyễn. Luôn ban cho thuộc thần túc và phương tiện. Không khổ não loạn. Không não loạn thuộc xấu hổ và tinh nghiệp báo. Không tổn hại thuộc ít muốn biết đủ. Định thuộc không phiền não, không tán loạn. Tịch tỉnh thuộc trường ngã và sở hữu ngã. Thọ chánh giáo thuộc cầu pháp và không già mong pháp. Thuận hành thuộc kính trọng và bình đẳng không mỏi mệt. Hổ thuộc đoạn trừ bên trong và không khởi bên ngoài. Thiện thuộc tinh thích trí Phật, không làm ác dù không ai biết. Khiêm nhường thuộc không kiêu mạn hạ mình. Lễ kính thuộc thân đoan nghiêm, tâm ngay thật, không ô uế thuộc tịch tỉnh và tu trí tuệ. Không cường bức thuộc không thô bạo, không hai lời, không phạm luật, không bỏ tâm bồ đề. Niệm đạo tràng thành tựu bản nguyện. Thuộc bỏ việc mà đủ thần lực Phật. Trụ ý chánh thuộc không thô tháo, không động loạn, không dao động thuộc núi đá, không thể di dời. Giảng thuyết thuộc làm lành, không tổn não, thực hành thuộc không hư dối. Hướng đến chánh pháp, chánh pháp thuộc trừ hai chấp. Quán nhân duyên sâu xa, chánh tiếng thuộc thiện xảo và phương tiện, tất thắng thuộc không lười biếng. Dũng mãnh, không thoái lui là thuộc mong mỏi và tiến lên. Thích thù thắng thuộc gặp Phật nghiệp pháp. Cầu tiến thuộc trừ tội lỗi và đạt công đức các địa. Gần gũi thiện tri thức thuộc không ganh ghét, tinh thích. Làm vui thiện tri thức, kính thuận và không trả lời. Trí tuệ thuộc quán vô thường và vô ngã. Khéo quán thuộc tu không tướng và không chấp niết bàn. 64 pháp này thuộc pháp nào? Thuộc 128 pháp. Bảo vệ mình thuộc đoạn ác, làm đành. Bảo vệ người thuộc nhẫn nhục, nhu thuận. Không sai khác thuộc tâm như nước, như gió. Một vị thuộc quán pháp giới và như như. Như mộng thuộc không di chuyển, không chân thật. Như huyễn thuộc thể hiện tùy cơ. Không tự tánh, thần thông thuộc nghĩa, trí tối thắng. Phương tiện thuộc đại bi và bát nhã ba la mật. Xấu hổ thuộc không giấu lỗi, hối lỗi. Tinh nghiệp báo thuộc không phóng túng, sợ cõi ác. Ít muốn thuộc thanh tịnh cõi hữu hạn. Trừ uế đời trước biết đủ thuộc dễ nuôi dạy. Không phiền não thuộc cứu cánh rốt ráo. Không tán loạn thuộc đạt nhẫn và địa không thói chuyển. Trừ chấp ngã thuộc không chấp thân mình và tòa mạng. Trừ sở hữu ngã thuộc không, không si. Cầu pháp thuộc trí và đoạn. Mong pháp thuộc không tham dục và trừ phiền não. Kính trọng tôn chư Phật, luôn có giúp không mệt mỏi. Thuộc thân nhẹ nhàng ít ngủ. Trừ tâm bên trong thuộc thân và thọ niệm xứ. Không hành bên ngoài thuộc tâm và pháp niệm xứ. Tinh thích trí Phật thuộc kính trọng và thanh tịnh lòng tin. Không làm ác dù không ai thấy thuộc tự chân biết và thiên thần chẳng biết. Không kiêu mạn thuộc chẳng tự khen mình, chê người. Hạ mình thuộc không khen suông, không khoe đức mình. Thân đoan nghiêm thuộc không tà ba nghiệp ác. Không phạm giới cấm, tâm ngay thật thuộc tự đăng mình. Không nói lỗi người. Tịnh định thuộc tịnh tâm và diệt phiền não. Tu trí tuệ thuộc phân biệt pháp, biết không ngã. Không thô bạo thuộc luôn làm việc lợi ích. Tùy thuận nhẫn nhục, không hai lời, thuộc hòa thuận với bà con. Giúp người hòa hợp, không bỏ tâm bồ đề thuộc vị chúng sinh và trí Phật. Niệm đạo tràng thuộc diệt quân ma, thành chánh giác. Bỏ việc ma thuộc quán đúng và không bỏ chí bồ đề. Được thần lực Phật thuộc hạnh kiên cố và thuần tịnh. Không thô tháo thuộc giữa các căn, không bỏ cảnh giới. Không dao động thuộc quán khổ, quán không. Như núi đá thuộc không cao thấp, không thể di dời thuộc đoạn ái trừ sân. Làm lành, làm bằng trí, bỏ biệt ma, không diệt não thuộc tịnh giới định. Không hư dối thuộc lời thành thật,
không quên quả báo, không bỏ nơi về tu thành tựu hạnh hiền sĩ. Không nhu nhược, trừ hai chấp thuộc quét không sinh không hoại. Quả nhân duyên sâu xa thuộc quét nhân quán duyên, thiện xảo thuộc không tranh chấp, không kiêu mạn, phương tiện thuộc phương tiện xa lìa và không sinh. Không lùi biến thuộc lực thân và tâm, dũng mãnh thuộc tâm thắng tiến. Trừ oán thù, mong mỏi thuộc không cầu lợi dưỡng, không tiếc thân mạng. Tăng tiến thuộc không ngu si, không thoái lui. Gặp Như Lai thuộc niệm Phật và làm thanh tịnh lòng tin. Nghe Pháp thuộc thích đến giảng đường, thích học hỏi. Trừ lỗi các địa thuộc không tán loạn, xa lánh kẻ. Đa công đức các địa thuộc hồi hướng phương tiện, không bỏ bản hạnh. Không ghen ghét thuộc cho tất cả, cho tùy thích. Tình thích thuộc hành không ô uế, tâm không nhơ. Kính thuận thuộc biết sự thích nghi của thế gian, tùy thuận hành. Không trái lời dạy thuộc trừ pháp nhơ, tịnh chánh hạnh. Quán vô thường thuộc pháp sự chuyển động mà sợ hư hoại. Quán vô ngã thuộc không thấy người làm, người nhận. Tu vô tướng thuộc không chuyên cảnh giới, trừ giác quán. Không chấp niết bàn thuộc trừ cho mình đoạn ái chấp. Nghe Pháp nói, Bồ Tát Bảo Thủ vui mừng khôn tả, thưa với Bồ Tát Hư Không Tạng: Hy hữu thay đại sĩ, ông sớm thành tựu biện tài nhanh nhẹn và khéo léo. Tùy hỏi đáp tất cả theo sự hiểu biết về nghĩa văn của ông, thì dù một kiếp hay hơn thế vẫn không thể nói hết, không thể đoạn trừ. Lúc đó Phật bảo Bảo Thủ: Dù chỉ là một nghĩa, Bồ Tát Hư Không Tạng đã thành tựu biện tài không thể nghĩ bàn như vậy. Khi ấy, Bồ Tát Bảo Thủ đưa tay che kính giảng đường diệu bảo trang nghiêm, từ trong tay rải vô số hoa hương anh lạc, hương bột, hương xoa, y phục cờ phướng, lọng cúng dường Phật và Bồ Tát Hư Không Tạng. Trong hư không tự nhiên vang ra trăm ngàn tiếng nhạc và có tiếng kệ khen Phật: Giữ đức, mở đức, đủ trăm đức, điều phục tâm ý không dao động, hàng phục trời người hiền sĩ tăng, đầy đủ mười lực vang mười phương, thành tựu oai đức đấng tự tại, thâu phục lo sợ trừ si ám, độ thoát trời người kẻ phiêu bạc, lấp chặt đường ác được thanh tịnh. Âm thanh vi diệu khéo thuyết giảng, tiếng nói điềm tịnh không sai lầm, ba gọi không bằng không ba cấu, thuyết giảng ban vui cho tất cả, ý niệm kiên cố thích tịch tỉnh, tối thắng hàng phục mọi oai lực, đoạn trừ hư dối, đạt cam lộ. Không vướng lụy trần, chúng kính ngưỡng, thưa tôn an trụ trong đại chúng, hóa độ vô lượng chúng mười phương, tùy thuận tất cả hạnh chúng sinh. Con cũng vui thích tu hành này. Mặt trời chiếu soi lưu chuyển mãi, làm cho muôn hoa đều nở rộ, trí Phật soi sáng lưu chuyển mãi. Cùng thế đệ tử được tọa ngộ, như gió không ngừng, núi chẳng lay, thanh tịnh hư không sáng mặt trời, Phật phóng ánh sáng mưa cam lồ, con xin lạy Phật và đại chúng. Đất biển ngàn cõi có thể lường, hư không mười phương còn đếm được, tâm tánh chúng sinh có thể sánh, công đức của Phật không thể bàn.